Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Minh ơi. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn tin học bài tin trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài 1 ở trong chủ đề 1 máy tính và em. Bài 1 chúng ta sẽ học về thông tin và quyết định. Sau bài này em sẽ lấy được ví dụ đơn giản minh họa cho vai trò quan trọng của thông tin thu nhận hàng ngày đối với việc ra quyết định của con người, nhận biết được thông tin và quyết định trong ví dụ cụ thể. Nhận biết được ba dạng thông tin thường gặp là chữ, âm thanh, hình ảnh. Và chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Xin chào các bạn, mình tớ tên là Minh. Hàng ngày chúng ta đều có quyết định của riêng mình. Mỗi sáng khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, tớ quyết định thức dậy, rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi học. Rồi. Và phần 1, thông tin và quyết định, hoạt động 1, tìm hiểu thông tin và quyết định. Bài 1, trong khoảng hoạt động khởi động, tập trung cho bạn mình biết điều gì. Ở đây, các bạn thấy, khi tiếng chuông reo lên thì bạn mình có quyết định là thức dậy. Vậy thì tiếng chuông sẽ cho bạn Minh biết là đấy, ta đến giờ, bạn Minh cần thức dậy. Và từ những điều đó, bạn Minh đã ra quyết định gì? Bạn Minh đã ra một quyết định, đó chính là thức dậy và đi vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng đi học. Tiếng chuông báo thức mỗi sáng nhắc bạn Minh sắp đến giờ đi học. Và đó là thông tin giúp bạn Minh đưa ra các quyết định thức dậy, rồi khỏi giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đi học. Đây là cái đáp án của hai cái phần này nè các bạn. Mình đã nói rồi. Mỗi khi ra khỏi nhà, mình đều chọn chắc phù hợp. Khi đi đá bóng, mình mặc bộ quần áo thể thao và không bao giờ quên đi đôi giày yêu thích. Nếu đi học, mình mặc đồng phục. Dự định mình muốn thực hiện khi ra khỏi nhà là không thông tin giúp mình quyết định chọn trang phục phù hợp cụ thể. Đây. Đây là phần cột thông tin, đây là phần cột quyết định. Một là ra khỏi nhà để đi đá bóng. Thì bạn Minh, khi ta biết trong này, thì bạn Minh sẽ mặc bộ quần áo thể thao và đi đôi giày yêu thích. Đây. Và khi ra khỏi nhà để đi học, thì bạn Minh sẽ mặc đồng phục để đi học nha. Được tiếp theo. Nhưng điều em biết là thông tin, từ thông tin thu được, sau khi suy nghĩ, em sẽ đưa ra quyết định của mình. Đây, thông tin, nó là một cái phần mà chúng ta có thể thu được và chúng ta biết được một cái sự việc gì đó đang xảy ra. Và khi suy nghĩ xong, chúng ta sẽ đưa ra một quyết định của mình. Trong lớp, mình thấy An vui vẻ, hòa đồng, dễ nói chuyện. Mình muốn kết luận về An, em cho biết câu nào sau đây là không là thông tin, câu nào là quyết định. A là Minh thấy An vui vẻ, hòa đồng, dễ nói chuyện. B là Minh muốn kết bạn với An. Rồi, đấy, các bạn có biết câu nào là quyết định hay câu nào là thông tin không? Đây, thông tin đó chính là Minh thấy An vui vẻ, hòa đồng, dễ nói chuyện nhá. Đấy là một cái thông tin. Sau khi suy nghĩ thì mình mới đưa ra một quyết định. Đây là quyết định của mình, là mình muốn kết bạn với An đấy các bạn ạ. Mẹ chuẩn bị đi làm, thấy trời mưa, Khoan đưa áo mưa cho mẹ. Em hãy chỉ ra thông tin và quyết định trong tình huống trên. Đây, các bạn sẽ chỉ ra thông tin và quyết định trong tình huống này nhé. Rồi. Hoạt động 2, vai trò của thông tin. Theo thời khóa biểu, hôm nay có tiết giáo dục thể chất nên Minh mang giày để thể thao, giày thể thao đi học để thuận tiện cho việc tập đội hình đội ngũ. A, bạn Minh đã quyết định điều gì? Rồi. Ở đây, điều bạn Minh quyết định là bạn Minh sẽ mang giày thể thao của mình đi học để thuận tiện cho việc tập đội hình đội ngũ nha. Phần B, dựa trên thông tin nào Minh đã quyết định điều đó? Đây, dựa trên thông tin
Vì hôm nay có một tiết giáo dục thể chất nên mình phải mang giày thể thao để thuận tiện cho việc tập đội hình đội ngũ đấy các bạn ạ. Thông tin, hôm nay có tiết giáo dục thể chất đã đưa ra quyết định của mình đi học bằng đôi giày thể thao giúp mình ra quyết định. Đây, đây là đáp án của hai cái câu này. Rồi. Thông tin. Chúng ta cần phải có thông tin để ra quyết định. Khi chúng ta nhận được một cái thông tin gì đó thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ một lúc, xong rồi mình mới đưa ra được quyết định. Đã 12 giờ trưa, Minh chợt thấy cuốn Chuyện cổ tích Việt Nam và mở chuyện ra đọc. Mẹ nhắc Minh hay ngủ đi một lát, con sẽ thấy khỏe khoắn cả buổi chiều. Nên là mẹ Minh nằm và nhắm mắt lại. Minh chắc đi lúc nào không biết. À, Minh đã ra quyết định gì? Ở đây thì mới đầu, Minh đã ra quyết định là mở cuốn truyện cổ tích Việt Nam ra đọc này. Nhưng mà khi mẹ nhắc thì Minh lại thay đổi quyết định của mình. Mình lại ra quyết định là mình sẽ đi ngủ. B. Điều gì cho Minh ra quyết định ấy? Đây, bởi vì mẹ đã nhắc Minh rồi nhá. Mẹ nhắc là hãy ngủ đi một lát, con sẽ thấy khỏe khoắn cả buổi chiều. Nên Minh nghe lời mẹ, Minh nằm và nhắm mắt lại nên đã ngủ. Đấy là một cái điều giúp Minh ra cái quyết định đi ngủ đấy các bạn ạ. Bài 2, em hãy nêu một ví dụ quyết định, cái quyết định của mình, thông tin nào giúp cho em quyết định đó. Ở đây các bạn sẽ tự nêu nhé. Phần 3, 3 dạng thông tin thường gặp. Hoạt động 3, thế giới quanh ta. Quan sát tình huống Minh và An đến trường hình ở hình 1. Em hãy cho biết hai bạn có thể nhìn thấy và nghe thấy những gì. Đây là hình 1 này các bạn. Đây. Đây là câu trả lời của cái câu hỏi này nha. Và ba dạng thông tin thường gặp là dạng chữ, dạng hình ảnh và âm thanh. Ở đây thì các bạn An và Minh sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh và có thể nghe thấy bạn kia nói, đó chính là âm thanh. Và chữ, dạng chữ nữa. Chữ đó chính là những cái ở trong, những chữ ở trong biển này nè. Nó gọi là chữ đấy các bạn. Ở hành lang lớp học có một tấm biển như hình 2. Đây. Muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Đây là tấm biển ở hành lang lớp. À, thông tin em nhận được từ tấm biển là gì? Là muốn biết thì chúng ta cần hỏi. Còn muốn giỏi thì chúng ta cần học nha các bạn. B. Thông tin đó thuộc dạng thông tin nào? Ở đây nó sẽ thuộc dạng thông tin kiểu đề nghị đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Đi học về, An xem trước bài hôm sau để đến lớp hiểu bài tốt hơn. Câu nào sau đây là thông tin, câu nào sau đây là quyết định? A. Xem trước bài cho ngày hôm sau sẽ giúp em hiểu bài tốt hơn. Đó chính là một cái thông tin nhé các bạn. B. An xem trước bài hôm sau khi đi học về, đó chính là một cái quyết định. Có ba loại thùng rác như hình 3. Điều gì giúp em bỏ rác vào thùng và đúng thùng? À, ở đây thì nó đã có một cái dạng chữ ở đây. Nó ghi loại rác mà chúng ta cần bỏ. Thùng rác 1 nó có rác hữu cơ. Đây là hình của rác hữu cơ. Nó cũng sẽ có hình ở đây nên chúng ta nhận biết được là rác hữu cơ là gì và chúng ta sẽ bỏ vào đúng thùng. Thứ hai là giấy loại. Giấy loại là một loại giấy. Nó ghi ở đây, nó vẽ ở đây rồi nên chúng ta sẽ biết. Rác khác là những loại rác khác đấy các bạn ạ. Đây, ví dụ như chai, lọ, bình thủy tinh đều được, sẽ cho vào thùng này. Còn các loại giấy như giấy nháp, giấy mà chúng ta không dùng đến thì chúng ta sẽ bỏ vào thùng màu vàng.
các hữu cơ như xương cá, vỏ chuối, vân vân. Chúng ta sẽ bỏ vào thùng màu xanh lá. B, đó là thông tin thuộc dạng nào? Đây, đây là một cái loại thông tin cho chúng ta biết được là đây là loại gì nha các bạn. Đây, đến phần vận dụng, phần cuối của ngày hôm nay. Ngày mai ngoài giờ đi học, em dự kiến làm việc gì? Hãy mô tả về việc em định làm và cho biết thông tin nào giúp em đưa ra quyết định đó. Đây, các bạn sẽ làm bài 1 này nhá. Em hãy lấy ví dụ về việc thông tin thay đổi dẫn đến quyết định thay đổi. Thông tin thay đổi thì chúng ta sẽ phải thay đổi một quyết định khác. Ví dụ như hôm nay chuông báo thức reo lên, mình phải dậy để đi học, nhưng cô giáo lại vừa nhắn tin là hôm nay trời mưa nên chúng ta lớp chúng ta được nghỉ học. Vì vậy quyết định của mình nó sẽ thay đổi nha các bạn. Mới đầu quyết định của mình sẽ là thức dậy và đi học, nhưng khi biết được thông tin là trời mưa và lớp hôm nay được nghỉ, thế nên là chúng ta sẽ thay đổi một quyết định mới, đó chính là chúng ta sẽ được ở nhà và đi ngủ tiếp đây các bạn ạ. Đó là một cái ví dụ về việc thông tin thay đổi quyết định dẫn đến quyết định thay đổi. Rồi, và hôm nay chúng ta đã xong bài của hôm nay. Và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.